Và kính chính chào quý khán giả đang đến với chương trình Financial Doctor do chị Gina Văn phụ trách, và gửi lời chào đến chị Gina. Chào chị. Chào Phương Thảo, Gina xin thân ái kính chào quý khán thính giả đang xem băng tần 57.3. và cũng như thường lệ số điện thoại quen thuộc của văn phòng 714-209-5571, 714-209-5571 và địa chỉ 12912 trên đường Proctor Street, Suite 310, thành phố Garden Grove, 92840. Và kính thưa quý khán giả, chị Tina cũng đã lấy bằng Master, còn gọi là bằng thạc sĩ về quản trị kinh doanh, cũng như đã lấy bằng 4 năm là bằng đại học về quản trị tài chính. Và chị cũng đã mở được văn phòng Financial Doctor và hoạt động cũng đã gần 10 năm và có sự cộng tác với lại khoảng hơn 24 ngân hàng tài chính của Hoa Kỳ. Và đây là tất cả những cái thông tin mà chúng tôi luôn gửi đến cho quý khán giả trong mỗi lần trò chuyện cùng với chị Tina. Và xin kính mời quý vị cũng hãy đón xem chương trình trên vào mỗi thứ hai và thứ bảy hàng tuần. Thứ hai vào lúc 5 giờ chiều và thứ bảy vào lúc 6 giờ chiều trên làn sóng VNATV và đón xem lại trên kênh YouTube Gina Tăng Financial Doctor. Và xin quay trở lại về phần trò chuyện với chị Gina trong chủ đề ngày hôm nay mà quý vị vẫn còn đang khá quan tâm rất là nhiều với cái vấn đề mà cái quỹ retire của mình là cái quỹ 401k. Và thưa chị, đây là một trong những cái câu hỏi vẫn tiếp theo, là những cái câu hỏi thôi chứ chúng tôi không có đưa ra một cái vấn đề gì để mà có thể giảng giải hết. Thì có một cái quý vị khán giả nó có hỏi thẳng rằng là khi mà lấy rút withdraw cái số tiền của cái 401k ra thì làm cách nào có thể tránh được cái số thuế lên đến khoảng 20%. Đây là một trong những cái mức thuế khá cao đúng không thưa chị? Thường thường là nó trên 20%. Dạ, trên luôn chứ trên không phải là 20%. Dạ. Thì nó có nhiều cách lắm quý vị. Cái 401k mình cũng đã biết rồi á, là đây là một cái chương trình mà công ty của chỗ mình làm đó, những cái hãng của mình làm, họ cho mình cái lúc mà mình vừa bước vào trong cái hãng đó. Họ sẽ cho mình là mở một cái 401k. Thường thường á, là họ sẽ cho mình matching 6%, 8%. Thì mình sẽ bỏ bằng đó, coi như là mình được 50% cái tiền free rồi. Nhưng tiền đó mình chưa có đóng thuế. Thì nói gì nói, trước sau gì mình cũng phải đóng thuế quý vị. Chỉ có kia có điều là mình chọn cái chỗ nào mình đóng thuế ít hơn. Thì nó có rất là nhiều cái phương pháp. Thí dụ như nếu mà mình còn trẻ đó, mình có thể mình convert qua cái Roth IRA, là mình sẽ trả thuế trước. Rồi bắt đầu á, mình lấy cái số tiền đó mình nuôi cái Roth. Tất cả các tiền mà nó sanh sôi nảy nở ở trong cái Roth này, mình sẽ không có đóng thuế 100%. Đó là một cách. Nhưng nó sẽ take, nó là sẽ tốn á, ít nhất là 5 năm mình mới gửi vốn lại được. Là tại vì ví dụ như mình có 100 ngàn mà mình đóng thuế ví dụ như cho là 28%, thì mình đâu còn 100 ngàn để mình dời qua cái Roth quý vị. Mình chỉ còn có là 72 ngàn, đúng không Phương Thảo? Yeah. 72 ngàn. Mình sẽ chuyển qua cái Roth đó. Yeah. Và mình phải nuôi vài 3 năm để từ 72 này á, nó trở thành 100. Thì lúc đó mình mới bắt đầu mình có tiền lời. Yeah, đúng rồi. Thì nó phải có thời gian để mình nuôi cái quỹ Roth IRA này. Đó là một cách. Yeah. Cách thứ nhì nữa đó là mình có thể roll over. Thí dụ như mình nghỉ làm, mình đủ 59 tuổi rưỡi thì mình sẽ roll over qua. Thì mình roll over qua, mình sẽ không có tốn những cái chi phí, mình cũng không phải trả thuế, mình chỉ có roll từ bên này qua bên kia. Nhưng cái ngày đầu tiên á, mà mình roll qua đó, thí dụ như mình roll qua bên quỹ niên kim, thì cái chức năng của quỹ niên kim á, là đóng thuế ít, là tại vì nó dựa vào cái tax bracket của mình. Cho nên là họ sẽ không phải là chung một cái con số thuế mà giống như bên 401k, mà họ sẽ căn cứ vào cái đồng lương của quý vị. Nếu mà quý vị đã nghỉ hưu hoặc là quý vị income á, là cái tiền lương nó thấp á, thì quý vị rất là lợi. Đó là cách thứ hai. Còn một cái cách thứ ba nữa, Phương Thảo nghĩ ra cách gì? Cách thứ ba nữa hả chị? Thì... chị nói đó, nói những người mà ở bắt đầu 59 tuổi rưỡi thì mình phải nên có một cái plan. Chị hay thường nói lắm, và quý vị cũng đã có những cái câu hỏi rằng là tại sao chúng ta hay chuyển
Tại sao tôi phải hay chuyển cái tiền đó tôi transfer qua cái quỹ annuity, đúng không thưa chị? Đúng rồi Phương Thảo, cái lý do mà mình transfer đó thì cũng giống như là mình roll over hoặc là transfer đó, mình có roll over 60 ngày đó mà để mà mình chuyển qua đó. Thì cái mục đích đó chỉ là, thứ nhất nó có 2-3 mục đích, nhưng mà mục đích chính là bảo vệ được cái principal, là cái tiền vốn của mình. Hiện bây giờ quỹ niên kim nó có rất là nhiều những chương trình mà họ cho mình những cái bonus rất là khá, hoặc là những cái fixed return là được tiền lời mỗi năm á, nó cố định mà rất là cao. Cho nên đó cũng là một cách để bảo vệ và mình bớt thuế, thì mình một công hai việc á, mình lợi được rất là nhiều đàn. Thì cái phương pháp thứ ba đó là nếu mà mình tới 59 tuổi rưỡi mình nên chuyển nó qua. Thì lúc đó mình cũng bớt được cái số tiền thuế nó nằm ở trong cái 401k rất là nhiều. Dạ, cảm ơn chị về những cái câu hỏi đó, khi mà một quý vị khán giả cũng đã hỏi như vậy. Thì đây là một trong những cái vấn đề mà chúng ta cần phải có một cái sự chuẩn bị khi mà chúng ta cần phải rút một cái số tiền nào đó trong cái 401k, đúng không thưa chị? Đúng rồi Phương Thảo, tại vì á, mình nó ngộ lắm khi mà mình chuyển từ 401k qua bên cái quỹ niên kim annuity á, thì tự nhiên á, là cái tax bracket của mình á, cái tiền đóng thuế của mình khi mà lấy tiền ra đó nó sẽ thay đổi liền, chỉ là một cái tên mà thôi. Cho nên nếu mà mình biết cách mà mình dời những cái tiền của mình đúng chỗ đó, mình vừa bảo vệ được cái tiền vốn của mình, vừa có một cái nguồn bonus rất là khá, một cái tiền mà lời cho cái tiền mà của mình chuyển qua cũng rất là khả quan. Bây giờ là có những công ty họ cho mình 10% fix cho cái phần mà về lương về hưu đó, là lương suốt đời đó. Hoặc là mình có thể là nuôi nó rồi tới chừng nào mà mình nghỉ hưu đó, mình lúc đó mình mới lấy. Thì mình càng nuôi nó nhiều nhiều mập mập một tí đó, thì mình sẽ lấy được nhiều nhiều tiền lương hơn. Và cái tiền đó sẽ được bảo vệ suốt đời, là mình không bao giờ mình bị thiếu tiền cho tới 100 tuổi. Xài không hết thì mình sẽ đưa cho con cái của mình. Nhưng bên cạnh đó mình đã để dành được một cái số mà trả tiền thuế cho IRS á, rất là nhiều quý vị, thay vì mình dùng ở trong cái 401k mình cứ rút từ từ ra thì nó sẽ bị hụt. Nó sẽ bị hụt là tại vì á, thứ nhất là thị trường chứng khoán chưa chắc năm nay mình làm được tiền, chưa chắc năm tới mình làm được tiền. Mà làm được tiền hay không mình vẫn sẽ trả cái tiền fee cho financial advisor, là cái người mà quản lý account của mình. Đó là số 1. Số 2 nữa là mình đóng thuế quá cao 28%. Thì những cái tiền đó đó, cộng tới cộng lui đó, nói gì á, thì nói, nó vẫn ăn mòn vào trong cái số tiền vốn của mình rất là nhiều. Thì đây là một trong những cái câu hỏi tiếp theo. Thì quý khán giả hỏi rằng là khi mà tôi bắt đầu tôi 60 tuổi, nhưng mà trong cái quỹ 401k á, tôi chỉ có 300 ngàn thôi cô Gina, thì tôi có thể retire được không cô Gina? Nếu mà so với lại cái thời buổi hiện tại bây giờ đó, thật ra số tiền đó nếu mà nói sống dư giả thì cũng không có dư giả gì cho lắm, nhưng vẫn còn được nếu mình biết cách hoán chuyển cái 300 ngàn này. Thứ nhất, đừng để cho cái 300 ngàn này nó sụt. Và thứ hai, phải để cho 300 ngàn này nó sanh lợi cho mình. Nếu quý vị có 300 ngàn này, quý vị để trong CD, mà CD này khoảng 5 chấm, mỗi năm quý vị phải trả tiền thuế, mà tiền lời của cái 300 ngàn này, thì mình đâu có lời 5 chấm, mình lời có 4 chấm thôi. Và cái tiền này nó là simple interest, có nghĩa là nó tiền lời bằng phẳng, không có cộng vào tiền lời, tiền vốn và tiền bonus. Thì 300 ngàn này nó sẽ sụt xuống rất là lẹ trong một thời gian ngắn, thì có thể mình xài được, dùng được đó. Mình cứ nghĩ là một năm mà mình dùng khoảng 30 ngàn, 30 ngàn. Thì 10 năm mình đã hết tiền. Nếu mình 60 thì có thể cái quỹ này mình dùng được khoảng 70 tuổi. Đó là nếu mình không để cho tiền của nó sanh lợi. Nhưng nếu mình biết cách mình hoán chuyển cái 300 ngàn này á, là thứ nhất là bảo vệ tiền vốn, nhưng mặt khác phải làm được tiền lời. Thì thí dụ như bây giờ một cái ví dụ là 300 ngàn này mình chuyển qua bên quỹ niên kim. Bây giờ có những hãng, họ những công ty đó, họ cho mình 20% cái tiền bonus. Thì có phải 300 ngàn này đó Phương Thảo, ngày đầu tiên là mình lời được 60 ngàn. Đúng rồi chị. Ngày đầu tiên mình đã có 360 ngàn.
Và năm thứ ba, thứ hai đó, mỗi năm mình lời được 30.000, 30.000. Thì có phải là năm thứ hai thôi mình có 360.000, mình cộng với lại 30.000 kia, có phải là mình có 390.000 trong cái năm thứ nhì không quý vị? Và năm thứ ba đó mình cộng thêm 30.000 nữa thì mình có 420.000. Nó cứ tăng từ nó cứ tăng trưởng từ từ. Thì mình biết chắc ăn á là nếu mình lấy income của một cái năm nào đó thì mình sẽ lóc lại, ví dụ như mình lấy được 10.000, 5.000 mỗi tháng hay như thế nào đó đó, mình sẽ lóc lại suốt đời, mình sẽ được cái số tiền đó sẽ tồn tại cho tới 100 tuổi. Và quý vị sẽ hỏi lỡ tôi đi sớm rồi sao? Gia đình tôi có nhận được số tiền đó hay không? Chắc chắn tiền đó gia đình quý vị sẽ nhận được. Quý vị dùng bao nhiêu thì dĩ nhiên họ sẽ làm toán, họ sẽ đưa cái phần còn lại cho gia đình của mình. Dạ, cảm ơn chị. Và chúng tôi cũng xin kính mời quý vị hãy giữ làn sóng VNATV trong vài phút quảng cáo thương mại của chương trình, và chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại Financial Doctor. Xin cảm ơn. Và xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng VNATV và vẫn xem chương trình Financial Doctor cùng với lại chị Gina. Và chúng tôi cũng vừa tiếp tục quay trở về lại những cái câu hỏi mà quý vị cũng đang khá quan tâm và đã đặt với chị Gina trong cái quỹ 401k. Và thưa chị, sau những cái vấn đề mà chị giải thích về cái số tiền mà 300.000 mà chúng ta để dành như thế nào để mà mình có thể mà sinh sôi nảy nở thì rất là hấp dẫn như vậy, thì một cái câu hỏi tiếp theo rằng là liệu rằng là khi mà quý vị khán giả hỏi liệu rằng khi mà cái vấn đề mà trong cái quỹ 401k như vậy vẫn có, nếu mà chị nói rằng là theo cái tuổi trẻ thì mình vẫn để cho nó làm cái stock thì nó vẫn có, đúng không thưa chị, trong cái quá trình mà mình vẫn còn đang làm việc? Tuổi trẻ đó thì thường thường mình đi làm á, từ 30, 20 cho tới 59 tuổi rưỡi đó 401k mình không có làm gì được hết, trừ ra mình mất job. Thì nếu mà mình mất job á, thì mình nên chuyển nó qua thành một cái IRA riêng của mình. Rồi lúc đó mình quyết định là mình nên để vào trong quỹ niên kim, mình tiếp tục mình chơi với stock, mình thích thả nổi hay là mình muốn lóc lại số tiền đó tùy theo cái ý muốn của cái người mà giữ account đó. Thì phần đó nó cũng rất là đơn giản quý vị. Mình nói đây á, là những người mà chuẩn bị về hưu từ 50 đổ lên á, thì 401k á, nó không có lợi. Nó không có lợi. Nếu mà mình move được, mình chuyển được thì mình chuyển. Còn nếu mà bây giờ 59 tuổi rưỡi mới chuyển được thì mình phải chịu thôi. Tại vì cái 401k để trong công ty á, cũng rất là lợi, là tại vì hãng nó cho mình phân nửa, mình bỏ vào phân nửa nó match. Họ match cho nên là đó là cái số tiền free của mình. Mình được hãng nó cho mình phân nửa, tại sao mình không bỏ vào? Nhưng đó là cái thời gian là mình đang build, mình đang xây dựng cái tổ tiền của mình. Cho tới 59 tuổi rưỡi đó, tổ tiền của mình nó đã đầy rồi. Thì bây giờ mình phải move, phải dời cái tổ đó đi qua một cái chỗ khác nó an toàn hơn. Đó là cái cách làm sao để mà mình sống một cuộc sống thoải mái, an toàn và không cần phải lo lắng là không biết là tôi xài 300.000 này, 200.000 này, 100.000 này bao lâu thì nó sẽ hết tiền. Quý vị chỉ cần làm một bài toán rất là đơn giản. Bây giờ tiền của mình, tiền lương của mình bây giờ, chi phí của mình bây giờ là 5.000. Mỗi năm mình cần bao nhiêu? Mình cần 6.000. Mình cần 6.000. Thì bây giờ nếu mà trong cái quỹ của mình nó có 100.000 thì mình có bao nhiêu năm để mà mình dùng? Thì mình chỉ lấy 6.000 đó mình nhân cho lên mấy năm mà nó vừa đủ, nó gần tới 100.000 là mình biết mình sống khoảng đó. Cho nên tiền của mình á, nó phải đẻ ra tiền quý vị. Nếu mình không cho tiền một cái công việc mà để nó làm việc cho mình đó thì mình sẽ thiệt thòi, và người mà chịu khổ á, là mình. Là tại vì á, tiền nó không tự quyết định được, mà là mình là người quyết định để cho mình cho tiền một công việc để làm, chứ tiền không thể nào chọn công việc để mà đi làm được. Đó là cái khác nhau.
Dạ, cảm ơn chị. Và thưa chị, thì đây là một trong những cái vấn đề mà có một cái vị khán giả cũng đã có thắc mắc rằng là những cái bất lợi khi mà chúng tôi có cái quỹ 401k này sẽ như thế nào, là những cái bất lợi gì thưa chị? Bất lợi thì nó cũng có chừng khoảng ba cái bất lợi. Ba cái bất Ba lợi. cái bất lợi nhiều nhất đó là cái sự mà điều khiển cái tiền bạc của mình á, nó rất là hạn chế. Dạ. Trong 401k á, mình nghĩ ngay tới là một là đi con đường mạo Thành thật hiểm. bảo hiểm thôi. Mạo hiểm là Mạo aggressive á, hiểm. mạo hiểm Dạ. là chơi với stock. Dạ. Con đường thứ hai là con đường quá an toàn, Ừ. là hỏng lời cũng hỏng lỗ, money market, mutual fund nó rất là Dạ. thấp, 2-3% thôi, mà money market thì cũng không có lời, thì Dạ. tiền của mình nó coi như là mình cứ để đó, nhưng mình phải trả cho financial advisor fee, có nghĩa là những cái tiền mà họ quản lý account của mình. Dạ. Còn con đường ở giữa nó không có, nó chỉ có hai con đường vậy thôi, nó không có con đường trung gian. Dạ. Đó là cái bất lợi, là hạn chế của cái 401k. Ừ. Cái thứ hai là nó có fee. Cái fee đó dựa vào tổng số tiền của mình mà mình phải trả cho cái người quản lý cái hồ sơ của mình, Dạ. là cái người đó gọi là financial advisor. Họ lấy cái tiền của mình 200 ngàn, 300 ngàn đó, họ mua một mớ stock, rồi lỡ mình thua, mình mất tiền thì họ nói ồ không có sao hết, một năm sau thôi, cho tôi một năm thôi, tiền của quý vị sẽ có lời. Nhưng lỡ năm sau đó mà quý vị không lời thì họ nói ồ không có sao đâu, stock là nó như vậy đó, nó sẽ lên nó sẽ xuống, và mình cứ đi roller coaster, rồi một ngày nào đó đó nó cũng sẽ có lời. Quý vị nghe nó có quen quen thuộc hay không? Đúng rồi. Rất là quen thuộc. Dạ. Nhưng nếu 2 năm sau tiền của mình bị sụt, ai là người chịu trách nhiệm? Không ai hết, là mình. Mình cũng phải chịu ảnh hưởng về cái số Mình tiền là của người mình. chịu ảnh hưởng tiền của mình. Dạ. Cái người financial advisor đó họ vẫn lãnh lương, họ Ừ. vẫn có tiền dựa vào tổng số tiền của mình, và họ có cái tiền lương của họ. Cho nên đó là cái sự bất lợi, là cái fee nó rất là cao quý vị. Dạ. À, thì đây là một trong những cái câu hỏi mà quý vị sẽ có cái câu trả lời từ phía của chị Gina để có thể suy nghĩ rằng là cái số tiền của mình có những cái bất lợi gì so với cái khi mà mình còn vẫn giữ trong cái quỹ 401k. Và thưa chị, có một cái câu hỏi nữa quý vị cũng có trả lời, có hỏi rằng là làm cách nào mà có thể di chuyển cái số cái account của mình 401k này để mà không có phải chịu cái tiền thuế đó. Thưa chị. Thì trước khi Gina trả lời Phương Thảo câu đó đó, còn một cái điểm mà Gina quên nói đó, của Dạ. cái bất lợi của cái 401k đó là cái thuế. Cái À, thuế dạ. bên 401k lúc nào nó cũng cao hơn ở bên cái annuity. Ừ. Cho nên là nếu mà thuế bên 401k là 28%, là coi như xuất soát gần 30%, thì thuế ở bên cái quỹ niên kim nó khoảng 10% thôi, dựa vào cái tax bracket, là cái tiền mà tiền lương của mình nó, nếu mà mình Dạ. về hưu. Cho nên đó là cái phần sự khác nhau đó. Và cái khác nhau nữa đó là 401k đó thì nó sẽ không có bảo đảm, không có gọi là guarantee đó, là không có sự bảo đảm là mình sẽ được cái nguồn income tiền đó đó, nó sẽ được sử dụng suốt đời. Đó là Dạ. khoảng 3 4 cái bất lợi của cái quỹ 401k. Dạ. Và chúng ta quay trở về lại cái câu hỏi lúc nãy mà em cũng đã gửi một cái quý vị khán giả hỏi chị về cái cách mà làm sao mà chúng ta di chuyển cái số tiền 401k qua một cái account khác mà không bị chịu thuế thưa Cái chị. 401k đó lúc nào mình cũng phải nghĩ tới một cái việc là đây là mình chưa có trả thuế. Dạ. Không có cách nào mình tránh được không trả thuế hết quý vị. Nhưng mình có thể hoãn thôi chứ mình không tránh được. Thì thí dụ như quý vị đang ở 59 tuổi rưỡi. Quý vị muốn lóc lại cái số tiền mà bao nhiêu năm nay mình đã xây dựng trong cái tổ tiền của mình đó, thì lúc này mình sẽ move, mình sẽ dời, mình gọi là roll over hoặc là transfer. Thì roll over có nghĩa là roll thôi, mình không có thấy tên của mình nằm trong cái check, mà là tên của cái công ty mình chuyển chuyển qua đó, nó nằm trong cái check, và beneficiary là tên của mình, đó là account của mình. Thì chỉ có cách đó mình sẽ không có bị dính thuế, mình hoãn thuế lại nữa, rồi mình tiếp tục mình kiếm lời. Và khi nào á, mà mình dùng cái tiền mà trong cái quỹ mà mình chuyển qua, thí dụ như là annuity, mình lấy ra 5-10% thì mình sẽ đóng thuế trên cái phần đó thôi. Tất cả những cái tiền mà mình
tiền lời trong bao nhiêu năm mình vẫn hoãn như thường, thì con đường đó là con đường duy nhất mình bớt đóng thuế, chứ không phải là mình không đóng thuế. Hoặc là mình chọn là lấy RMD. RMD đó là cái phần mà mình lấy tiền lương đó tối thiểu để không bị sở thuế họ phạt mình thôi. Nhưng bắt buộc phải lấy, 73 tuổi mình phải lấy. Và chỉ có cái mà không cần phải trả thuế nhiều đó là mình có tiền ở trong cái annuity. Thì mình sẽ trả thuế rất là ít so với lại RMD ở trong 401k. Thì hy vọng rằng đây là một trong những cái câu hỏi, tất cả những cái câu hỏi mà chị Gina cũng đã gửi đến cho quý khán giả để trả lời những cái thắc mắc của quý vị về cái vấn đề mà cái quỹ 401k. Thì sau khi mà như vậy thì chị có một cái lời gọi là một cái lời khuyên đi chị cho quý khán giả, vì tại chị Gina cũng rất là professional trong cái nghề này. Chị cũng đã làm việc cũng đã 10 năm và cũng đã cộng tác cho rất nhiều những hãng tài chính rất là coi như có tiếng của cả Hoa Kỳ luôn. Thưa chị Gina làm việc cho rất là nhiều công ty về tài chính và có rất là nhiều cái công ty tài chính mà đem được rất là nhiều cái nguồn lợi cho những người về hưu. Cho nên là Gina có nói chuyện với rất là nhiều người, nhiều quý vị đó. Có một vài quý vị á nói là tại sao nó so good to be true, too good to be true. Có tin được sự thật hay không? Tại sao mà nó tốt quá để mình tin? Yeah. Nhưng mà trên đời này đó quý vị, nếu mình tin và mình tìm hiểu, mình sẽ có một cái kết quả mỹ mãn. Nhưng nếu mình á, mà chỉ nhốt mình vào trong một cái hộp á, mình nói là không, tôi không tin gì hết. Và tôi cũng không muốn tìm hiểu thêm và tôi không tin ai hết. Thì cuối cùng á, cái kết quả của mình á, thì dĩ nhiên là mình cũng có tiền. Nhưng số tiền đó nó sẽ rất là hạn hẹp. Và thay vì số tiền đó mình có thể có gấp đôi, nhưng bây giờ mình chỉ có bằng đó mà thôi. Và mình có thể là bị thiếu tiền, là tại vì kinh tế bây giờ nó rất là, có nghĩa là nó rất là hỗn loạn, mà mình không biết là chuyện gì xảy ra ngày mai. Cho nên nếu mà mình chấp nhận là bỏ tiền vào trong stock á, lúc nào nó cũng lên xuống, đó là chuyện thường. Thì có những gọi là mindset, là những cái sự suy nghĩ đó nó đã nằm cố định ở trong cái sự suy nghĩ của mình rồi, thì dĩ nhiên là mình sẽ không thay đổi được. Nhưng nếu quý vị nghĩ á, mình đã làm việc cực khổ bao nhiêu năm nay mà mình muốn có một cái cuộc sống về hưu nó dồi dào hơn, thoải mái hơn, thì mình nên tìm hiểu. Và mình tìm hiểu và mình có thể mình cho cái số tiền của mình á, một cái chỗ đúng đắn, thì lúc đó mình sẽ không có cần phải lo lắng là khi nào mình hết tiền. Và mình sống cuộc sống thoải mái, khỏi bị nhức đầu và hưởng một cái cuộc sống tuổi già an nhàn với lại con cháu của mình. Dạ, cảm ơn về phần chia sẻ của chị. Và chúng tôi cũng rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi Financial Doctor cùng với chị Gina. Cảm ơn Phương Thảo. Gina cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hỏi Gina rất là nhiều câu hỏi hay. Gina cũng chúc quý vị một buổi tối an lành, hạnh phúc bên gia đình của mình. Xin hẹn quý vị vào buổi nói chuyện khi tới.